vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì tiếp tục em giới thiệu đến quý vị một con đồng hồ cổ đến từ Pháp nha quý vị. Rirock đến từ Pháp ha, Made in France. Con này máy 3 dách nha quý vị. Đấy, thùng bè máy 3 dách, chiều ngang 42, chiều cao 52. Đấy. Con này 8 gông 8 búa đánh hai bài nhạc nha quý vị, và gông đồng búa đồng luôn. Thì lát nữa em sẽ tháo cho quý vị xem ha. Gông đồng búa đồng, tiếng nó đánh cực kỳ thanh, đánh hai bài nhạc có tắt chuông đêm luôn, cực kỳ hay, cực kỳ lợi hại. Bây giờ thử bài Westminster nè. Quý vị thấy gông đồng nó đánh rất là, cái âm thanh nó rất là thanh, rất là đã. Rồi. Bây giờ đánh cái bài thứ hai ha. Gạt xuống. Đây. Hai bài nhạc nha quý vị. Rồi bây giờ gạt sát xuống dưới là bài số 2 ha. Ở giữa là bài Westminster, và bài trên cùng, nốt trên cùng là tắt chuông đêm. Cái nút này rất lợi hại quý vị, có nhiều con nó không có lắm. Không có thì chúng ta phải làm cái sợi dây kéo, không kéo búa ra nó lu bu ha. Nè quý vị thấy nè. Đó, nó không còn gõ nữa nha. Đó. Đấy, rất hay. Tắt chuông đêm. Cái chức năng này rất hay nha. Rồi bây giờ em sẽ tháo máy cho quý vị xem bên trong nè. Vì tháo là mình nó lắc nó chạy gì đó vì rất chuẩn ha. Gông đồng búa đồng. Bây giờ em tháo ra. Ây da, nặng. Đây, bên trong là 8 cây gông đồng nha quý vị, 8 cây gông đồng. Cho âm thanh rất là hay, rất là tuyệt vời. Rồi, và đây một con máy Pháp 3 dách nha quý vị, giống như Oreo vậy ha, máy đồng. Những cái vết thâm đó quý vị, chúng ta quét dầu thì nó quét thì nó sẽ ra hết nha. Đấy, quý vị thấy ha, máy 3 dách luôn, rất là VIP, máy 43, máy lớn luôn nha quý vị. Đấy, bên trong rất là sạch sẽ, đẹp đẽ quý vị, nguyên zin, đương nhiên nguyên zin rồi. Đấy, các cái củ gai, củ búa, búa đồng ha, búa đồng, gông đồng luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Gông đồng, búa đồng ha. Đấy, máy lớn. Rồi, và con này có mức giá rất là tốt quý vị, con này mức giá chỉ có 7,2 triệu thôi ha. Đối với một con hai bài nhạc mà mức giá này thì thật sự là rất là tốt nha quý vị. 7,2 triệu thôi, em bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Đấy. Em sẽ chùi dầu mỡ hết cho quý vị, dầu mỡ tất cả hết. Đấy. Xong rồi chúng ta về với việc treo lên chạy dùng thôi. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.